Trước hết ta nói về bài tập về nhà. Ở đây thì thực ra cái tài liệu của chúng ta các bạn tôi cho các bạn rất là nhiều. Thế và tôi giao bài tập về nhà thì tôi giao những cái bài đấy tôi nghĩ là các bạn phải làm được cho nó quen đi. Thì đối với cái bài tập 3.7 và 3.8 này thì các bạn chú ý này. Khi tôi kiểm tra vở ghi các bạn ấy thì các bạn làm bài tập tốt lắm. Tôi kiểm tra đấy các bạn làm ít sai sót lắm. Đúng không ạ? Chúng ta làm thành thạo luôn đấy. Thế và tôi cũng hy vọng là đấy là cái chúng ta tự làm nhá. Còn không thì ít nhất là các bạn phải hiểu được cách tại sao chúng ta làm như vậy. Duy chỉ có điều tôi chú ý các bạn như này, người ta yêu cầu bạn là viết phương trình đường thẳng. Thì các bạn viết phương trình đường thẳng ở loại nào cũng được, miễn nó là phương trình đường thẳng. Nghĩa là chúng ta có thể viết phương trình tổng quát, chúng ta có thể viết phương trình tham số, có thể chúng ta viết phương trình chính tắc. Chứ không nhất thiết cứ phải đưa về phương trình tổng quát các bạn nhé. Không nhất thiết cứ phải đưa về phương trình tổng quát. Đấy. Thế thì ở đây cái bài tập 3.7 và bài 3.8 thì thầy muốn hỏi các bạn xem là có ý nào các bạn cần phải chữa không? Ví dụ như bài 3.7 là bài toán mà viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm đúng không? Toàn bộ cái bài đấy ba cái ý A, B, C. Ví dụ đường thẳng chứa đường thẳng AB chẳng hạn thì nó đi qua điểm A qua điểm B. Đúng không? Thế rồi đường trung tuyến CP chẳng hạn thì nó sẽ đi qua cái điểm C và đi qua trung điểm của cái đoạn AB đúng không? Thì cái trung điểm của đoạn AB là các em có công thức để tính rồi. Thế rồi ý C thì người ta yêu cầu các bạn viết phương trình đường thẳng đi qua trung điểm AC. Thế trung điểm AC là các em gọi là điểm N đấy nhá. Và trọng tâm của tam giác OAB thì cũng vẫn là đường thẳng đi qua hai điểm thôi. Chỉ có điều hai cái điểm đấy bây giờ các bạn phải xác định tọa độ. Đúng không ạ? Thì đối với cái bài toán mà chúng ta viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm các bạn nhé. Thế ở đây các em lưu ý một điều là nếu mà người ta yêu cầu các bạn viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm đúng không ạ? Thì theo tôi cách khôn ngoan nhất là bạn làm đó là bạn viết phương trình đường thẳng ở cái dạng phương trình tham số. Đúng không ạ? Cái đường thẳng của chúng ta nó đi qua hai cái điểm A và điểm B ấy, thì đương nhiên là các bạn thấy ngay nó sẽ có vector chỉ phương là đường thẳng vector AB. Và lúc đó thì ta nên viết phương trình đường thẳng ở dạng tham số. Đúng không ạ? Viết phương trình đường thẳng ở dạng tham số. Thì cái bài 3.7 ba cái ý này ấy, thì thầy sẽ chỉ nói cái ý cuối cùng thôi nhé. Còn các ý khác các bạn làm tương tự. Thế và cũng nói các bạn luôn là chúng ta thích viết phương trình loại nào thì viết, bởi vì người ta yêu cầu các bạn viết phương trình đường thẳng ấy, thì bạn viết phương trình loại nào cũng được. Đấy, viết phương trình đường thẳng bạn viết loại nào cũng được. Nhưng đối với cái trường hợp mà đường thẳng mà nó đi qua hai điểm ấy, thì các em nên sử dụng luôn phương trình tham số đúng không? Đấy, sử dụng luôn phương trình tham số. Ta sử dụng luôn phương trình tham số để ta làm thôi đúng không ạ? Đấy, ta sử dụng luôn phương trình tham số thôi. Đây, ví dụ như cái bài 3.7 này. Thì thầy chỉ nói ý C thôi. Đúng không ạ? Ý C thì người ta yêu cầu các bạn là đi qua cái gì? Đi qua trung điểm của AC. Thế thì chúng ta gọi cái điểm N là trung điểm của AC đi ạ. Thì trung điểm của đoạn thẳng các bạn lấy tọa độ điểm N các em thấy ngay là bằng tọa độ của A cộng C chia 2 thôi. Như vậy hoành độ nó là 1 phần 2. Đúng không ạ? 2 cộng với âm 1 trên 2. Tung độ các em tính được là bằng 2. Đúng không ạ? Tung độ bằng 2. Đấy. Xin lỗi, đây là điểm N các bạn nhé. Đây là điểm N. Thứ hai là trọng tâm của tam giác OAB thì gọi G là trọng tâm của tam giác OAB. Nhớ là tam giác OAB không phải tam giác ABC nhé. Thì lúc này tọa độ điểm G sẽ bằng tọa độ của A cộng B cộng O chia độ chia 3. Đúng không ạ? Như vậy hoành độ bằng 0. Thế và tung độ thì bằng âm 4 phần 3. Điểm O của ta thì có tọa độ 0, 0 mà. Đúng chưa? Thế thì bây giờ chúng ta thực chất bài toán này là người ta yêu cầu bạn là viết phương trình đường thẳng đi qua cái điểm N và qua cái điểm G của chúng ta. Phải không ạ? Thế thì đường thẳng đi qua hai điểm thì ta cứ thực hiện bình thường thôi, đúng không ạ? Nào. Đường thẳng NG này. Một là đi qua N. Đúng không ạ? Thứ hai là có vector chỉ phương U chính là vector NG. Đó, NG hay vector GN thì đều như nhau thôi, đúng không ạ? Cũng được. Đều là vector chỉ phương cả. Thì tọa độ của nó là âm 1 phần 2 và cao độ của nó là âm 4 phần 3 trừ 2 là âm 10 phần 3. Đấy, phương trình NG nó sẽ là x bằng là 1 phần 2 trừ 1 phần 2t và y thì bằng là 2 trừ đi 10 phần 3t nhá. Thế đấy là cái bài tập 3.7 thì những cái ý khác nó cách làm nó đều như vậy thôi. Những ý khác thậm chí còn người ta còn cho sẵn rồi. Đúng không ạ? Thế đây tôi viết phương trình tham số, còn các bạn thích các bạn viết phương trình
chính tắc cũng được, mà viết phương trình tổng quát cũng được, không sao cả. Nếu mà tổng quát thì từ chỉ phương các bạn phải tìm cho tôi cái vector pháp tuyến, đúng không ạ? Nhá. Rồi đối với cái bài tập tiếp theo là bài tập 3.8 các bạn ạ. Thì đối với bài tập 3.8 này các bạn xem có ý nào cần phải chữa không ạ? Phương trình đường thẳng chứa cạnh AB thì nó đi qua hai điểm rồi, đúng không ạ? Không vấn đề kìa. Đường cao AH thì nó đi qua A và nó vuông góc với BC. Đúng không ạ? Nhưng mà hình như có một số người nhầm hay sao ấy. Một số người nhầm này đi tìm cái điểm H xong mới viết phương trình đường thẳng AH, có phải khổ không? Đúng không ạ? Đấy. Các bạn mà lại đi tìm cái tọa độ điểm H xong lại các em viết phương trình đường thẳng AH đi qua A và có H thì khổ sở. Trung ạ, Nguyễn Trung nhé. Trung xem lại đi. Bởi vì là cái đường trong tam giác ấy thì các bạn biết rồi, đường trong tam giác vì đường cao chẳng hạn thì nó sẽ đi qua điểm A và vuông góc với BC, đúng không? Đây, ta vẽ đường cao ra. Đấy, các bạn vẽ đường cao ra. Đúng không ạ? Đây đường cao A tam giác ABC đây. Đúng không ạ? Thì đường cao AH thì không nhất thiết là bạn phải tìm điểm H đâu. Đúng không ạ? Mà cái đường thẳng AH này các bạn xác định ngay là một nó đi qua cái A. Thứ hai là có vector pháp tuyến là vector BC, đúng không? Bởi vì nó vuông góc BC mà. Như vậy là có một điểm có vector pháp tuyến thì các em sẽ viết phương trình đường thẳng ở dạng tổng quát, đúng không ạ? Thế còn đường trung tuyến AM, đường trung tuyến AM của tam giác thì nó sẽ đi qua điểm A và đi qua trung điểm M của đoạn BC. Đúng không? Đấy, thì nó vẫn quay về tọa độ hai điểm thôi, bởi vì là bây giờ có B có C thì bạn xác định được tọa độ điểm M. Đúng không ạ? Thế còn trung trực của BC ạ, trung trực BC thì nó sẽ đi qua, thứ nhất là qua cái điểm M là 1, M là trung điểm BC, và thứ hai nó có vector pháp tuyến là vector BC nhé. Bởi vì đường trung trực là gì? Đường trung trực là đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đấy. Đúng không ạ? Đi qua một điểm và vuông góc với đoạn thẳng đấy. Ví dụ delta là trung trực chẳng hạn. Thì nó sẽ đi qua A và có vector pháp tuyến là vector BC. Đúng không ạ? À, bây giờ các bạn xem thầy từ ý A đến ý D thì các em có muốn hỏi kỹ hơn ý nào không? Bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái câu này là những câu rất quen thuộc rồi. Để các bạn phải làm được nhé. Rồi bây giờ ta nói đến cái ý E. Ý E đây người ta, tôi nói đến những ý cuối của cái bài 3.8 này. Ta nói đến ý cuối các bạn nhé, những ý cuối của bài 3.8. Chủ yếu là những cái ý cuối là những cái ý mà tôi cần phải nói kỹ hơn cho các bạn thôi. Đó. À, tôi nói các bạn những cái ý cuối cùng. Mặc dù là tôi chỉ giao các bạn đến IF, đúng không ạ? Rồi, đối với cái ý E, viết phương trình đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác và song song với trục hoành. Đúng không ạ? Như vậy ở đây tôi nhắc lại các bạn một điều là cái trọng tâm của tam giác thì bạn xác định là bằng tọa độ của A cộng B cộng C chia 3 thôi, đúng không? Như vậy ta gọi cái G là trọng tâm của tam giác. Thì lúc này điểm G có tọa độ thế nào nhỉ? Thầy mời bạn Hải Anh cho thầy biết nào. G tọa độ bao nhiêu em ơi? Dạ. Em xác định tọa độ điểm G cho thầy. Tọa độ trọng tâm thì bằng tọa độ của ba đỉnh cộng vào mà chia cho 3 thôi, đúng không? Trọng tâm của tam giác ấy. Vâng. Rồi, tọa độ bao nhiêu đây? Nhưng mà em chưa bấm không thấy. Đọc cái hoành độ nào. 10/3 1/3. Ok, 10/3 1/3, bạn Trang bạn đã đọc trước rồi. Đúng không ạ? Bây giờ người ta bảo là viết phương trình đường thẳng đi qua trọng tâm, tức là đi qua G này, song song với trục hoành. Có đúng không ạ? Thế trục hoành có phương trình là gì ạ? Trục hoành OX ấy, thì có phương trình. Các bạn nhớ tôi nhé. Trục hoành thì có phương trình là Y bằng 0. Còn trục tung, trục tung OY thì có cái phương trình là X bằng 0 các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý với tôi như vậy. Trục hoành thì phương trình là y bằng 0 và trục tung thì có phương trình là y bằng 0, x bằng 0. Thế bây giờ cái đường thẳng của ta là song song với trục OX, đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ có dạng như thế nào ạ? Nếu mà đường thẳng delta có phương trình là AX cộng với BY cộng C bằng 0
đúng không ạ? Thì đường thẳng delta phẩy mà song song với delta thì dẫn đến delta phẩy sẽ phải có phương trình là ax cộng với bi cộng với c phẩy bằng 0. Trong đó c phẩy phải khác c, tức là cái phần mà liên quan xy nó sẽ giống hệt nhau, nó chỉ khác nhau mỗi hệ số tự do thôi. Đúng không ạ? Như vậy nếu đường thẳng delta qua g delta song song với ox thì suy ra phương trình của delta. Nào, cái này các em giữ nguyên cái phần nào liên quan xy các em giữ lại. Đúng không ạ? Như vậy đây có y cộng thêm hệ số tự do, trong đó m phải khác không? Các bạn hiểu chỗ này không nhỉ? Nào các bạn có hiểu chỗ này không ạ? Những chỗ nào liên quan xy thì các bạn giữ lại nhá. Thế còn tự do của cái thằng trục ox ấy, cái hệ số tự do nó bằng 0 đúng không? Thì bây giờ tự do nó phải là m và m nó phải khác không thì mới thỏa mãn song song. Đúng không? Thế bây giờ g thuộc delta thì muốn một điểm mà nằm trên một đường thẳng thì tọa độ nó phải thỏa mãn phương trình của đường thẳng đấy. Thế là ở đâu có x các bạn thay bằng 10/3, ở đâu có y bạn thay bằng 1/3 vào cái phương trình đường thẳng. Thế nhưng trong phương trình nó không có x thì thôi, không phải thay x nữa. Em thay y vào cho thầy. Y bằng 1/3 cộng với m bằng 0. Như vậy là m bằng -1/3. Đúng không? M bằng -1/3 thì suy ra phương trình của delta là gì ạ? Y trừ 1/3 bằng 0. Được chưa? Như vậy tôi nhắc lại các bạn này, chúng ta sử dụng kiến thức về hai đường song song nhá. Chúng ta lưu ý cho tôi cái kiến thức về hai đường song song. Được chưa? Đây là tính chất thứ nhất và cái này các em hay sử dụng. Cái thứ hai là các bạn nhớ tôi phương trình của trục hoành cũng như phương trình của trục tung. Được chưa? Bây giờ sang IF, người ta bảo các em viết phương trình đường thẳng đi qua trung điểm của BC và vuông góc với trục tung. Đúng không ạ? Vuông góc với trục tung thì nó là song song hoặc trùng với trục hoành. Có phải không các bạn? Ừ, đúng không ạ? Đường thẳng vuông góc với trục tung tức là nó song song hoặc trùng với trục hoành thôi ạ. Rồi, bây giờ sang IF. À, trung điểm BC, lúc nãy ta gọi cái điểm F đi, ta gọi M là trung điểm của BC ạ. Nào xác định cho thầy tọa độ điểm M nào, Đỗ Trà My nào, trung điểm BC xác định thế nào em? Dạ, tím 1 cộng với nào nào trung điểm của BC, trung điểm BC em ơi. BC. Ờ trung điểm của BC 3 cộng 6. 3 cộng 6 trên 2. Từ em tính đã. Có vẻ bây giờ cộng một số tự nhiên thế này mà bây giờ lại phải dùng máy tính thì có vẻ 3 cộng 6 bằng mấy? Đây là 9/2 thầy. À, 9/2. Tung độ là -1, -2 và là bằng 3/2. -3/2 chứ. -3/2. À, ừ. Ok. Thế bây giờ nó vuông góc với trục tung thì như tôi đã nói rồi, vuông góc trục tung thì nó sẽ song song hoặc trùng với trục hoành. Đúng không ạ? À, đường thẳng D qua M. Nó đi qua M và vuông góc với OI thì suy ra đường thẳng D sẽ song song với OX hoặc là D trùng với OX. Như vậy phương trình của đường thẳng D, thế cái trục OX ta vừa nói là phương trình nó y bằng 0 thì ở đây nó sẽ là y cộng với n bằng 0. Đúng không? Nếu mà n khác 0 thì nó sẽ song song. Còn nếu mà n bằng 0 thì nó sẽ trùng. Được chưa? Thế bây giờ các em tương tự như vậy, các em tìm cho thầy n nào. Điểm M thuộc vào đường thẳng D, như vậy các em thay vào đây các em sẽ có được ngay là các em có là -3/2 cộng n bằng 0. Và các em tìm được là n bằng 3/2. Vậy khi phương trình D là y cộng với 3/2 bằng 0. Ok chưa? Được chưa? Thế bây giờ ý G người ta bảo là viết phương trình đường thẳng đi qua A và tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân có đỉnh là góc tọa độ. Thế bây giờ các bạn vẽ cho thầy cái ý G này, các bạn muốn nhớ được thì các bạn vẽ cái ý G này, các bạn vẽ cho thầy hai cái trường hợp ra. Đây. Tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân nhá. Đây tôi vẽ hai trường hợp. Đây đây, cái đường thẳng tôi có thể vẽ đây. Đây đường thẳng này. Tam giác cân nhá. Đây đường thẳng này nữa đúng không? Tạo tam giác cân. Đấy, thế bây giờ các bạn lại nhớ lại cho tôi là
là nếu như đường thẳng D mà tạo với hai trục tọa độ tam giác cân ấy, thì ta bây giờ ta khai thác thế nào? Có ý tưởng gì để khai thác không? Có ý tưởng gì để khai thác không? Em có ý tưởng gì để khai thác không nào? Có ý tưởng gì để khai thác cái đường thẳng đi qua tạo cái tam giác cân không? Em mời một bạn nào đấy xem nào. Trúc Quỳnh nha, theo em thì có ý tưởng gì không? Em có ý tưởng gì không? Em chưa nghĩ ra gì. À. Các bạn khác nào. Có ai nghĩ ra nào? Duy, Khương Duy nào, em có nghĩ ra ý tưởng gì không? Ở đây tôi gợi ý các bạn là các bạn thử tìm cho tôi cái hệ số góc của đường thẳng xem nào. Tôi gợi ý là các bạn tìm cho tôi cái hệ số góc của đường thẳng. Nào tìm tôi cái hệ số góc của đường thẳng. Vâng. Bạn Trung, bạn ấy đang nói là hệ số góc của nó bằng 1 hoặc bằng 1, thì Trung có thể thích cho thầy được không Trung ơi? Tại sao lại lại giải thích được là hệ số góc nó bằng 1 hoặc âm 1? Các bạn lại nhớ lại cái ý nghĩa của hệ số góc mà chúng ta học ở ở lớp ở cái chương trình đại số các bạn nhé. Về mặt bản chất này, muốn xác định hệ số góc của một đường thẳng ấy thì ý nghĩa của nó là gì? Đầu tiên ta xác định cái góc tạo bởi chiều dương của trục hoành với đường thẳng. Phần đường thẳng nằm phía trên trục hoành. Đúng không ạ? Đây. Trong hai cái trường hợp này thì cái trường hợp này có phải góc alpha, vì tam giác vuông cân nên góc alpha trong hợp này là 135 độ không ạ? Còn trong trường hợp này góc alpha có bằng 45 độ. Đúng chưa? Và lúc này hệ số góc của đường thẳng D nó sẽ là k bằng tan của alpha. Đấy. Thế bây giờ nếu alpha bằng 45 độ thì k bằng 1, còn nếu alpha bằng 135 độ thì tan alpha là tan 135 độ, nó sẽ là âm 1. Đấy nhá, cái ý nghĩa của cái hệ số góc. Các bạn vui lòng xem lại cái chương trình đại số ở phần hàm số bậc nhất. Khi tôi dạy hàm số bậc nhất tôi có nói về ý nghĩa của hệ số góc, được chưa? Và tại sao người ta đưa được cái hệ số góc là như vậy. Đúng chưa? À, như vậy là cái ý này ấy, bài toán thực chất là bây giờ đường thẳng đi qua điểm A tọa độ 1 4 đúng không? Như vậy đường thẳng D đi qua cái điểm A có tọa độ 1 4 và có cái hệ số góc là k bằng 1 hoặc là k bằng âm 1. Như vậy trong hợp này nó sẽ có hai đĩa hai cái đường thẳng đúng không ạ? Nó có hai đường thẳng nhé. Nào, vậy suy ra phương trình của đường thẳng D cho thầy xem nào. Lúc này thì chúng ta lại nhớ lại cái phương trình đường thẳng ở dạng là viết phương trình đường thẳng theo dạng hệ số góc. Đúng không ạ? Thường cho thầy biết nào, trong trường hợp k bằng 1 thì phương trình đường thẳng D là gì ạ? Nào, mời bạn Hường cho thầy biết nào. Trong trường hợp k bằng 1 thì hệ số góc của nó bằng nhiêu? Rồi nói đi em. Em cho thầy y bằng 1 nhân x trừ 1 cộng 4. À ok, đúng không ạ? À thế còn trường hợp mà k bằng âm 1 thì phương trình của nó sẽ là gì? Y bằng âm 1 nhân x trừ 1 cộng 4. Các bạn nhớ lại là hệ số góc. Nếu như một đường thẳng mà đi qua nếu một đường thẳng mà đi qua cái điểm A có tọa độ x0 y0 và có hệ số góc k thì delta lúc này có phương trình là y bằng k nhân với x trừ x0 cộng y0. Đây chính là đường thẳng ở viết ở dạng hệ số góc đúng không ạ? Như vậy là ta viết được xong rồi. Vậy ta sẽ suy ra đường thẳng D sẽ có phương trình, các bạn có thể thu gọn nó lại. Y bằng x cộng với 3 hoặc y bằng trừ đi x cộng với 5. Ok. Thế nhá, tôi nhắc lại các bạn chúng ta chú ý tôi về cái ý nghĩa của hệ số góc được chưa nào?
Nếu mà xác định được góc tạo bởi đường thẳng với lại chiều dương của trục hoành ấy, thì cái hệ số góc xác định như thế nào? Đấy, em nhớ cho thầy như vậy. Còn ai hỏi gì không ạ? Các bạn còn ai hỏi gì không? Rồi ta sang cái ý tiếp theo. Đó là viết phương trình đường thẳng qua C và chia tam giác thành hai phần. Trong đó là cái phần mà chứa cái điểm A ấy, thì có diện tích là gấp đôi cái phần chứa điểm B. Rồi. Bây giờ ta sẽ tiếp tục các bạn nhé. Bây giờ với cái ý H này. Đúng không ạ? Ở đây ta lấy lại cái đề bài của bài 3.8 này. Đây cái đề bài đây điểm đấy. Và cái ý H. Thực ra cái ý này là cái ý nâng cao hơn một chút, đúng không ạ? Nhưng mà tôi cũng dạy các bạn dần đi cho chúng ta biết thôi. Bây giờ đây tam giác ABC, các bạn vẽ tam giác ra. Bạn vẽ tam giác ra. Người ta bảo viết phương trình đường thẳng qua C, đúng không ạ? Đây là A, đây là C, đây là B. Đồng thời chia tam giác thành hai phần, trong đó phần chứa điểm A có diện tích gấp đôi phần chứa điểm B. Người ta cứ vẽ một cái đường thẳng nào đấy đi, đúng không ạ? Đấy, nó sẽ cắt cái đoạn AB tại một cái điểm là điểm M. Ở điểm này ta lấy cái điểm E đi. Thế và bây giờ theo giả thiết thì diện tích của tam giác CAE là bằng 2 lần diện tích của tam giác BCE. Thế bây giờ các bạn nhìn nhá. Hai cái tam giác này có cùng đỉnh là C đúng không? Và cái đường thẳng AE hay đường thẳng BE là trùng nhau, đều nằm trên AB cả. Như vậy nếu tôi gọi cái đường cao của từ C của tam giác đây, nó là CH. Đúng không ạ? Thì bây giờ bạn thử xem tôi diện tích tam giác CAE nó bằng cái gì và diện tích tam giác BCE nó bằng cái gì. Đúng không ạ? Bạn thử xem. Nào ai nghĩ ra rồi ạ? Ai nghĩ ra rồi ạ? Có ai nghĩ ra không? Đấy, bây giờ bạn lắp vào đây đi. Các bạn lắp vào cho tôi xem nào. Tam giác thì diện tích tam giác bằng 1 phần 2 chiều cao cạnh đáy. Vậy quang huy cho thầy biết xem nó ra cái gì em. Huy đâu nhỉ? Quang huy. Quang huy có tính được không? Ô Huy vắng à? Huy với vị văn ngay sao? Nào thế mời bạn Huy kia nào. Mời bạn Gia Huy nào. Cái diện tích tam giác CAE tính bằng nào em? Thì là căn thì diện tích tam giác thì có bao nhiêu công thức diện tích, và đây tôi vẽ sẵn đường cao rồi mà bây giờ hỏi diện tích các bạn không trả lời nữa. Tính diện tích tam giác tính như nào? Cái này là cái cơ bản mà từ cấp 2 chứ đâu có phải là cái mới các bạn đâu. Nào Bùi Huyền nào. Em cho thầy là 1 phần 2 CH nhân 2 em. Rồi 1 phần 2 lần CH nhân với lại AE bằng 2 nhân. Bên này là 2 nhân với 1 phần 2 lần gì? Vẫn là CH nhưng mà nhân với gì? BE. Thế bây giờ đây có 1 phần 2 CH, bên này cũng có 1 phần 2 CH, ta giả nước đi. Như vậy cái điều này sẽ tương đương với lại đoạn AE là bằng 2 lần đoạn AB. Đúng chưa?
mà đoạn AE bằng 2 lần đoạn AB thì suy ra ngay là vector AE nó bằng 2 phần 3 lần vector AB các bạn ạ. Bởi vì điểm E nó nằm trong đoạn AB mà. Thế bây giờ tôi hỏi các bạn là từ cái đẳng thức này tôi xây dựng thì các bạn có tìm được điểm E hay không? Ở đây chúng ta có điểm A, điểm B như này thì vector AB có tọa độ là bao nhiêu nhỉ? Vector AB thì các em lấy tọa độ điểm B trừ điểm A đúng không? Vector AB tọa độ bao nhiêu Gia Huy ơi? Tọa độ vector AB là bao nhiêu? 2 trừ 5. Thế thì ở đây từ đây ta sẽ suy ra cái vector AE ấy. Đấy. Bây giờ nó bằng 2 phần 3 vector AB thì có phải hoành độ là 4 phần 3 đúng không? Cái tung độ là âm 10 phần 3. Phải không? Vậy em có tìm được điểm E không Huy nhỉ? Tọa độ vector thì bằng tọa độ điểm cuối trừ điểm đầu. Như vậy ta lấy tọa độ điểm E trừ đi điểm A thì ra tọa độ vector. Thế thì bây giờ tọa độ điểm E sẽ bằng cái gì? Đấy nhá, tọa độ điểm E trừ đi điểm A thì nó ra cái bộ là 4 phần 3 âm 10 phần 3. Thế bây giờ thầy hỏi là tọa độ điểm E xác định thế nào? Tọa độ A cộng với cả lại A không? Tọa độ điểm A cộng với cái bộ bên kia. Cộng đi. Vâng. Đúng chưa? Lấy hoành độ cộng nhau là 1 cộng với 4 phần 3. Các bạn nhớ nhá, đây tôi viết nháp ra ngoài nhá. Bây giờ bạn có tọa độ điểm E, bạn có tọa độ điểm A rồi. Có tọa độ của vector AE rồi thì tọa độ của điểm E bằng tọa độ của vector AE mà cộng với tọa độ điểm A đúng không? Như vậy hoành độ nó sẽ là 7 phần 3. Đúng chưa? Tung độ tương tự như vậy các em cộng vào thì tung độ là bằng 2 phần 3. Vậy bây giờ điểm C nhé. Điểm C thì người ta cho sẵn các bạn tọa độ là 6 âm 2 rồi. E chúng ta vừa xác định tọa độ của nó là 7 phần 3, 2 phần 3 rồi. Tôi hỏi các bạn là vậy thì phương trình đường thẳng AE bạn viết thế nào? Nào mời bạn Trung nè. Trung cho thầy biết là phương trình đường thẳng AE viết thế nào? Dạ. Cách viết phương trình đường thẳng AE. Bây giờ có A, có A, xin lỗi, CE. Có điểm C rồi, có điểm E rồi thì hỏi viết phương trình CE thôi. Viết được không? Tọa độ điểm C có rồi, tọa độ điểm E có rồi mà bây giờ hỏi viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm mà bây giờ vẫn cứ lần chân thế này. Không ổn rồi. Thế bình thường em viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm mình làm thế nào? Đầu giờ thầy vừa mới nói xong viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm xong. Hà Trung. Đường thẳng đi qua hai điểm mà khó thế cơ à? Trời ơi là trời. Học ở đâu đâu đây? Em thì thầy đầu tiên xác định cái vector CE à? Vector CE để làm gì? Để xác định vector chỉ phương à? Vector CE, vector chỉ phương là vector nào? Tính vector CE nào, tính tọa độ ra cho tôi. Tọa độ bao nhiêu? Trừ 1 phần 3. Trừ 11 phần 3. Và trừ 8 phần 3. Trừ 8 phần 3 hình như không đúng. 2 phần 3 trừ đi âm 2 thì phải 2 phần 3 cộng 2. Nó phải là 8 phần 3. 8 phần 3. Rồi. Đấy bây giờ viết phương trình đường thẳng CE đi. Sau khi tính vector CE rồi. Viết phương trình đường thẳng đấy thế nào? Cũng không viết được luôn.
Thế chứ còn tôi thiếu cái gì sao? Thế thiếu cái gì thì anh đi tìm thôi. Chứ còn là bây giờ tôi hỏi anh là bây giờ đường thẳng có hai điểm C, điểm E rồi mà. Tôi hỏi viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm mà không làm được thì học cái gì? À, nó sẽ là 6 trừ đi 6 cộng với 11 phần 3 t và x y bằng trừ 2 trừ đi 8 phần 3 t ạ. Không đúng. Cái phương trình tham số thì đúng rồi, nhưng bây giờ anh xác định lại đi. Cái đường thẳng nào đường thẳng CE? Muốn viết phương trình đường thẳng thì xác định một điểm, một vectơ pháp tuyến hoặc chỉ phương. Đúng không? Như vậy nó đi qua cái điểm C. Tọa độ là 6 âm 2, vectơ chỉ phương là thằng nào? À, bằng C, u vector u bằng vector CE ạ. Vectơ CE âm 11 phần 3, 8 phần 3. Vậy phương trình của đường thẳng là gì? X x bằng 6 cộng với 11 phần 3 t 6 cộng với 11 phần 3. cộng 11 phần 3 t ạ, nhân với t ạ. Thế phương trình của tham số là như thế nào? Phương trình tham số của đường thẳng là như thế nào? X bằng x0 cộng u1t, y bằng y0 cộng u2t, mà bây giờ anh lắp thế này à? Bây giờ x bằng x0 cộng u1t, y bằng y0 cộng u2t, mà bây giờ anh đọc cho tôi là 6 trừ đi và cộng với 11 phần 3t à? Anh Đạt. 6, 6 cộng với 11 phần 3T thôi ạ. Thế tôi hỏi anh là u1 nó bằng bao nhiêu? Rồi mời bạn Lan đọc nốt cho thầy cái phương trình của đường thẳng CE nào. Dạy những cái bạn như thế thì tôi nói luôn ức chế mà chết luôn. Em thấy là x bằng 6 trừ 11 phần 3t, y bằng trừ 2 cộng 8 phần 3t. Trừ 2 cộng với 8 phần 3T. Ok. Đấy là phương trình của đường thẳng CE nhé các bạn nhé. Thế đây cái khó là gì? Cái khó là phát hiện ra cái điểm E thôi. Thế cái tôi đã làm cái điểm E rồi. Còn bây giờ viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Tôi nói các bạn, nếu mà người ta bảo các bạn viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm thì xác định được tọa độ một điểm này và cái vectơ nối bạn hai cái điểm đấy nó là vectơ chỉ phương, có thế thôi. Các bạn không học thì các bạn không làm được đâu nhá, chứ còn đừng 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 trông chờ vào cái việc tôi giúp cái nọ các bạn tôi giúp cái kia. Tôi định hướng cho các bạn, tôi dạy cho các bạn, nhưng các bạn về nhà các bạn phải học nó, các bạn phải vận dụng nó làm bài tập đó. Chứ không thể học theo cái kiểu đấy được. Hỏi bây giờ viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm mà dạy đến hôm nay buổi này buổi thứ năm buổi thứ sáu rồi vẫn không trả lời được cái điều đấy. Đấy là cái bài bài 3.8 nhé, các em có ý nào cần phải hỏi thêm không? Bài 3.8 có ý nào cần phải hỏi không ạ? Vâng, tôi sang cái bài tiếp theo, bài 4.1. Bài 4.1 thì hôm trước tôi có gợi ý cho các bạn rồi. Có đúng ạ? Nhưng mà ở đây hình như các bạn không thích cái kiểu tham số hóa. Tôi nhìn qua một số bạn là các bạn làm các bạn gọi tọa độ điểm A có tọa độ x, a, y, a, nhưng mà sao khổ sở thế nhỉ? Đúng không? Khi tôi dạy các bạn này, các bạn viết x, a, y, a với lại bạn viết điểm A tọa AB thì viết cái nào sướng hơn? Mà sao cứ phải x, a, y, a mới làm được? Sao khổ sở thế? Đúng không ạ? Mà đây tôi nói các bạn, khi tôi là tôi nói tôi làm cái bài này tôi đã hướng dẫn các bạn là gì ạ? Chúng ta ví dụ như cái IA, các bạn khai thác tôi các giả thiết. Nào. Có hai giả thiết ở đây các bạn nhìn thấy, một là điểm A thuộc vào delta. Đúng chưa? Thứ hai là cách gốc tọa độ. Thế ta hiểu thế nào là cách gốc tọa độ đây? Một khoảng bằng 4. Thế điểm A cách gốc tọa độ thì gốc tọa độ là điểm O. Thế ta hiểu cái chỗ mà cách gốc tọa độ thì nó chính là đoạn OA thôi đúng không ạ? Được chưa? Vậy thì với IA ta giải quyết rất đơn giản thôi ạ.
là do cái điểm A thuộc vào delta. Thì bây giờ điểm A bạn cứ rút y cho tôi. Nào, từ cái phương trình delta bạn rút y theo tôi, cho tôi xem là rút y ra thì nó y nó bằng cái gì nào. Hiển cho thầy biết nào. Em cho thầy thì thành 3y bằng 4x cộng 5. Y bằng bao nhiêu? 4x cộng 5. 3y bằng 4x cộng 5 chứ. 3y bằng 4x cộng 5 ạ. Ừ, thế thì y nó bằng cái gì? Y bằng 4x cộng 5 trên 3. À, 4x cộng 5 trên 3. Thế bây giờ bạn muốn tham số hóa một điểm nằm trên đường thẳng này thì bạn rút y theo x hoặc là rút x theo y. Ví dụ như bài này tôi đang rút y theo x đúng không? Thế bây giờ tôi cho x bằng a thì có phải tôi rút được là y nó sẽ bằng là 4a cộng với 5 trên 3 không các bạn? Các bạn nhìn ra chỗ đấy không? Như vậy tọa độ điểm A nó sẽ là A 4A cộng 5 trên 3. Đấy là điểm A nhé. Thế còn cái thứ hai là cách gốc tọa độ một khoảng bằng 4 đúng không? OA bằng 4. Nào, thế thì bây giờ muốn tính OA bằng 4 thì làm thế nào để tính được OA đây? Hà Hiển, khai thác cái OA bằng 4 thế nào? Bây giờ điểm O thì tọa độ 0,0 rồi, điểm A ta tham số hóa rồi. Hả? Cho 4. Hả? Khai thác thế nào? Bây giờ O thì 0,0. Thế bây giờ muốn tính khoảng cách giữa hai điểm thì việc đầu tiên làm cái gì ở Hiển? Em thầy là thế tôi hỏi nếu mà tôi có tọa độ hai điểm rồi thì làm thế nào tính được khoảng cách? Bình phương nó lên à? Chắc là bình phương nó lên. Cái công thức khoảng cách, cái cách tính khoảng cách giữa hai điểm mà có tọa độ thì làm thế nào? Giá trị tuyệt đối.